Miss World. I love you so much. Toi Ilben. Chiều 22 tháng 6, Hoa hậu Thế giới 2024 Kristina Pliskova, Hoa hậu Thế giới 2019 Tony Ensign cùng Nam Vương Thế giới 2019 Jake Hazlewood và các người đẹp thắng giải châu lục tại Hoa hậu Thế giới 2024 có mặt tại sự kiện công bố lịch trình cuộc thi Nam Vương Thế giới Việt Nam 2024 và trao sát cho Hoa hậu Ý Nhi dự thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 72. Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của Hoa hậu Bảo Ngọc, Đỗ Thị Hà, Á hậu Minh Kiên, Đào Hiền và 30 thí sinh của Nam Vương Thế giới Việt Nam. Tại đây, đương kim Hoa hậu Thế giới cũng có những chia sẻ về Việt Nam và dành lời khen cho Hoa hậu Ý Nhi. Oh, she is a great contestant. We had chance to chat here a little bit, so I'm here to support her, to give her some advices, and I'm sure she will do great. She's talented, she's smart, she's beautiful, so I'm cheering for her, definitely. Trong khi đó, Hoa hậu Ý Nhi cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đồng hành với hai Hoa hậu Thế giới, Nam Vương Thế giới ở những hoạt động thiện nguyện vừa qua. Chị Kristina rất là xinh ở ngoài đời luôn cả nhà ơi, và cả hai chị em cũng đã có những khoảng thời gian trò chuyện rất là thân mật cùng với nhau. Khi mà những ngày qua Ý Nhi có cơ hội được ngồi trò chuyện cùng với tất cả mọi người như chị Kristina, anh Jack và các chị Hoa hậu khác, thì Ý Nhi đã có những khoảng thời gian vui vẻ cùng mọi người. Mọi người rất là thân thiện, rất là vui vẻ và hòa đồng, cũng như là đã chia sẻ cho Ý Nhi được những cái điều thú vị trong lúc mà mọi người tham gia cuộc thi. I feel absolutely amazing. I've dreamt about coming in here. I met the Miss World Vietnam team in India where it was held the Miss World Big Final night. And since then I knew this will be an unforgettable trip. So I'm very excited to be here and can't wait for the press conference. Trong chương trình, các khách mời còn được thưởng thức màn trình diễn thời trang của 30 chàng trai đang tham gia tranh tài ở Nam Vương Thế giới Việt Nam 2024. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều fan sắc đẹp Việt cũng bày tỏ sự tò mò về lý do vắng mặt của Hoa hậu Mai Phương ở sự kiện này. Ban tổ chức cho biết, người đẹp Đồng Nai muốn tập trung vào việc học và cần thời gian sắp xếp lịch trình cá nhân nên không thể xuất hiện tại chương trình này. And giving me this chance to our sort of Vietnamese beauty to the world. Second Miss World. Sau khi nhận sát Miss World Việt Nam 2025 từ Hoa hậu Kristina Pliskova, Ý Nhi tiếp tục rèn luyện những kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 72. Song song với quá trình rèn luyện, người đẹp Bình Định vẫn theo đuổi việc học tập tại Úc.